cực gắc nhà báo mỹ táng thẳng mặt ác tăng thiện thuận đã làm trẻ mồ côi minh đạo đẫm nước mắt ra đi xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh cuộc du hành nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về tin tức đời sống và xã hội thưa quý ông bà và anh chị em gần đây vụ việc tại tu viện minh đạo đã khiến dư luận và giới truyền thông xôn xao khi các trẻ em mồ côi tại đây phải rời đi trong nước mắt nhà báo mỹ anh Mạc Lâm đã lên án mạnh mẽ hành động của thượng tọa Thích Thiện Thuận, người được cho là trực tiếp gây ra cuộc chia ly đầy đau thương này. Thích Thiện Thuận, hiện đang giữ chức vụ phó ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bị cáo buộc đã hành xử vô cảm và tàn nhẫn khi buộc các trẻ mồ côi phải rời khỏi nơi mà các em đã gắn bó, được chăm sóc và nuôi dạy bao năm dưới sự dẫn dắt của thầy Minh Đạo. Nhà báo Mạc Lâm, trong nhiều bài viết và phát biểu công khai đã không ngần ngại chỉ trích mạnh mẽ hành vi của Thích Thiện Thuận. Anh bày tỏ sự bức xúc khi chứng kiến cảnh tượng những đứa trẻ mồ côi, vốn đã chịu nhiều mất mát trong cuộc sống, lại phải đối mặt với sự chia ly bất ngờ này. Nhà báo Mạc Lâm nhấn mạnh rằng, với vai trò là một tu sĩ Phật giáo và là một lãnh đạo của giáo hội, Thích Thiện Thuận đáng lẽ phải là người thể hiện lòng từ bi, yêu thương và bảo vệ các em nhỏ đặc biệt là những trẻ em mồ côi vốn đã không còn gia đình tuy nhiên hành động của ông lại hoàn toàn trái ngược khiến dư luận không khỏi phẫn nộ phật giáo một tôn giáo luôn đề cao lòng từ bi bác ái và sự yêu thương giữa con người đã bị vấy bẩn bởi hành động vô cảm và tàn nhẫn của một tu sĩ cao cấp như thích thiện thuận nhà báo mạc lâm thẳng thắn đặt câu hỏi về đạo đức và nhân tính của thích thiện thuận người đáng lẽ phải là biểu tượng của lòng từ bi nhưng lại nhẫn tâm phá vỡ hạnh phúc của các em nhỏ. Hành động này không chỉ làm tổn thương các trẻ em tại tu viện Minh Đạo, mà còn làm mất đi lòng tin của nhiều người đối với Phật giáo. Điều đáng nói là sự việc nghiêm trọng này đã diễn ra mà không hề có bất kỳ sự can thiệp nào từ giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhà báo Mạc Lâm cùng nhiều người trong công chúng tự hỏi giáo hội Phật giáo Việt Nam ở đâu khi những bất công và sự tàn nhẫn này xảy ra tại sao không có ai trong giáo hội lên tiếng không ai can thiệp để bảo vệ những đứa trẻ vô tội lẽ nào giáo hội đã không còn đủ khả năng để bảo vệ và duy trì những giá trị cốt lõi của phật giáo hành động của thích thiện thuận đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận nhiều người bày tỏ sự thất vọng và đau xót trước tình cảnh của các em nhỏ tại tu viện minh đạo đồng thời đặt câu hỏi về tương lai của giáo hội phật giáo việt nam liệu sau sự kiện này giáo hội còn đủ uy tín và sự tôn trọng để tiếp tục vai trò của mình trong việc dẫn dắt tâm linh và bảo vệ những giá trị nhân văn. Anh Mạc Lâm không chỉ lên án thích thiện thuận, mà anh còn kêu gọi sự thức tỉnh từ giáo hội Phật giáo Việt Nam, yêu cầu giáo hội phải xem xét và xử lý vụ việc một cách công bằng, nhằm khôi phục lại lòng tin của Phật tử và công chúng đối với đạo Phật. Anh nhấn mạnh rằng, nếu giáo hội không có biện pháp nghiêm túc để xử lý các hành vi sai trái của những cá nhân như thích thiện thuận thì Phật giáo Việt Nam sẽ mất đi những giá trị tốt đẹp vốn có và niềm tin của người dân vào tôn giáo này sẽ ngày càng suy giảm. Từ vụ việc này, dư luận không chỉ phẫn nộ với cá nhân thích thiện thuận mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của cả hệ thống giáo hội Phật giáo. Sự im lặng và thờ ơ của giáo hội Phật giáo Việt Nam trước những bất công và vi phạm đạo đức như vậy khiến nhiều người nghi ngờ về tính minh bạch và uy tín của tổ chức này. Những điều đáng buồn này đặt ra thách thức lớn đối với giáo hội trong việc khôi phục niềm tin từ cộng đồng. Và liệu rằng, từ đây về sau, giáo hội Phật giáo Việt Nam có còn xứng đáng được tôn trọng và gìn giữ nữa hay không? Thầy Minh Đạo, một nhà sư nổi tiếng với lòng từ bi và đức hạnh, đã khiến dư luận không khỏi ngạc nhiên khi tự nguyện trả lại áo cà sa và rời khỏi giáo hội Phật giáo Việt Nam. Quyết định này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, không chỉ bởi sự hiếm hoi mà còn vì lòng dũng cảm và tấm lòng từ bi của thầy. Sau khi rời khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thầy Minh Đạo đã chọn con đường tu hành độc lập, dựa theo lời dạy của sư Minh Tuệ, một vị thầy tâm linh mà thầy Minh Đạo vô cùng kính trọng. Mặc dù không còn gắn bó với giáo hội chính thức, thầy vẫn tiếp tục duy trì sứ mệnh nuôi dạy và chăm sóc các trẻ em mồ côi tại trại trẻ Minh Đạo nơi thầy đã gắn bó trong suốt nhiều năm qua. Quyết định rời khỏi giáo hội Phật giáo Việt Nam của thầy Minh Đạo là một hành động táo bạo, không phải ai cũng có thể thực hiện được. Đặc biệt trong bối cảnh Phật giáo luôn coi trọng sự tuân thủ quy tắc và cấu trúc tổ chức của giáo hội. Tuy nhiên, đối với thầy Minh Đạo, con đường mà thầy lựa chọn không chỉ dựa trên yếu tố cá nhân, mà còn thể hiện sự kiên định trong việc giữ gìn giá trị cốt lõi của Phật giáo lòng từ bi và sự bác ái. Thầy đã cảm nhận rằng việc tiếp tục tu hành độc lập theo con đường riêng sẽ giúp thầy duy trì trọn vẹn sự thanh tịnh và tự do trong tâm hồn, không bị ràng buộc bởi những áp lực hay quy định hành chính của giáo hội. Hành trình của thầy Minh Đạo càng trở nên đặc biệt khi thầy quyết định theo đuổi lời dạy của sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ là một người thầy tâm linh có ảnh hưởng sâu rộng, nổi tiếng với những lời giảng dạy về lòng từ bi tình yêu thương và sự tinh tấn trong việc tu hành, sư Minh Tuệ khuyến khích các đệ tử của mình sống giản dị, không chạy theo danh lợi và quyền lực mà tập trung vào việc rèn luyện tâm hồn và giúp đỡ người khác. Điều này phù hợp với tâm niệm của thầy Minh Đạo, khi thầy luôn dành tình yêu thương và chăm sóc đặc biệt cho các trẻ em mồ côi, những đứa trẻ đã mất đi sự che chở của gia đình. Một trong những điểm đáng ngưỡng mộ nhất ở thầy Minh Đạo chính là lòng kiên trì và sự tận tụy của thầy trong việc duy trì trại trẻ mồ côi minh đạo bất chấp mọi khó khăn sau khi rời khỏi giáo hội phật giáo việt nam thầy không chỉ phải đối mặt với những thử thách về mặt tinh thần mà còn cả về vật chất khi thầy phải tự mình quản lý duy trì và nuôi dạy các em nhỏ tuy nhiên thầy minh đạo không hề nao núng thầy vẫn tiếp tục chăm sóc các em với tất cả tình yêu thương và lòng từ bi của mình những trẻ em tại trại mồ côi minh đạo không chỉ được cung cấp nơi ăn trốn ở mà còn được thầy dạy dỗ về đạo đức về cách sống và cách đối nhân xử thế theo tinh thần phật giáo sự cống hiến không ngừng nghỉ của thầy minh đạo đã khiến nhiều người ngưỡng mộ và kính trọng mặc dù không còn thuộc về giáo hội phật giáo việt nam thầy minh đạo vẫn tiếp tục sống và thực hành những giá trị cao đẹp của phật giáo lòng từ bi và sự bác ái của thầy là nguồn cảm hứng cho nhiều người đặc biệt là những Phật tử trẻ. Hành động của thầy cho thấy rằng, việc tu hành không chỉ là tuân thủ theo những quy định nghiêm ngặt mà quan trọng hơn cả là phải giữ vững tâm nguyện từ bi, giúp đỡ chúng sinh và sống đúng với tinh thần của đạo Phật. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi nhiều giá trị tinh thần bị mai một thì hành động của thầy Minh Đạo càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Thầy đã chọn con đường độc lập, đầy thử thách nhưng cũng đầy ý nghĩa để không chỉ giúp đỡ những trẻ em mồ côi mà còn truyền tải thông điệp về lòng từ bi, sự hy sinh và tinh thần phục vụ người khác. Đây là những giá trị mà bất kỳ ai cũng nên học hỏi và noi theo, đặc biệt là trong đời sống tâm linh. Nhà báo Mạc Lâm đã bình luận sắc bén về các cáo buộc mà một số cá nhân và tổ chức đã đưa ra đối với thầy Minh Đạo. Theo ông, những cáo buộc này không chỉ sai lệch mà còn thể hiện sự xúc phạm đến danh tiếng của một người đã dành cả đời để chăm sóc và nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi. Những thông tin sai lệch này, đặc biệt là tài liệu ám chỉ rằng các trẻ em mồ côi do Thầy Minh Đạo chăm sóc cần được giải cứu đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong công chúng. Nhà báo Mạc Lâm nhấn mạnh rằng những cáo buộc này không chỉ đơn thuần là sự sai lầm trong cách hiểu về sự chăm sóc của Thầy Minh Đạo mà còn là một hành động thiếu tôn trọng đối với những nỗ lực và cống hiến của Thầy trại trẻ mồ côi minh đạo không chỉ là nơi trú ẩn cho những đứa trẻ bất hạnh mà còn là một mái ấm nơi các em được chăm sóc dạy dỗ và yêu thương trong suốt nhiều năm qua việc gán cho thầy minh đạo cái mác cần được giải cứu không chỉ là một sự phí báng mà còn làm tổn thương sâu sắc đến tâm hồn và tâm huyết của thầy theo anh mạc lâm việc các cá nhân hoặc tổ chức phát tán thông tin sai lệch như vậy không thể chấp nhận được Điều này không chỉ gây ra sự hoang mang trong cộng đồng mà còn đe dọa đến sự ổn định và an toàn của những trẻ em mồ côi đang được chăm sóc tại trại trẻ. Những trẻ em này đã trải qua nhiều đau thương trong cuộc sống và họ xứng đáng được sống trong một môi trường an toàn và yêu thương, thay vì trở thành đối tượng bị chỉ trích hay bị lợi dụng trong các cuộc tranh luận không cần thiết. Nhà báo cũng bày tỏ sự lo ngại về hệ lụy của những cáo buộc này. Đối với hình ảnh của thầy Minh Đạo trong mắt công chúng. Thầy đã dành cả cuộc đời mình để phục vụ và cống hiến cho xã hội. Và những thông tin sai lệch này có thể làm giảm sút lòng tin của người dân vào những giá trị tốt đẹp mà thầy đã xây dựng. Anh Mạc Lâm kêu gọi cộng đồng cần phải tỉnh táo và có cái nhìn khách quan về vấn đề này. Ông nhấn mạnh rằng việc bảo vệ danh tiếng của những người có tâm huyết như thầy Minh Đạo không chỉ là trách nhiệm của riêng một cá nhân nào mà là của toàn xã hội. Hơn nữa, nhà báo Mạc Lâm cho rằng những ai phát tán thông tin sai lệch cần phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Ông nhấn mạnh rằng xã hội không thể chấp nhận việc lợi dụng danh tiếng của người khác để đạt được mục đích riêng và cần có những biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn những hành vi như vậy trong tương lai. Những tổ chức hoặc cá nhân đã đưa ra những cáo buộc xuyên tạc này cần phải xem xét lại động cơ của mình, và nếu cần thiết, phải xin lỗi và rút lại những thông tin sai lệch mà họ đã công bố. Sự phẫn nộ trong công chúng không chỉ là phản ứng nhất thời, mà còn phản ánh sự yêu mến và kính trọng mà mọi người dành cho thầy Minh Đạo. Hành động của thầy không chỉ đơn thuần là việc chăm sóc trẻ em mồ côi, mà còn thể hiện một tấm lòng từ bi, bác ái và một tâm hồn cao cả. Chính vì thế, những cáo buộc vô căn cứ này không chỉ gây tổn thương cho thầy mà còn làm giảm giá trị của lòng tốt và nhân văn trong xã hội nhà báo mạc lâm kêu gọi sự đoàn kết và đồng lòng từ cộng đồng nhằm bảo vệ danh tiếng của những người đang cống hiến cho xã hội như thầy minh đạo ông tin rằng chỉ khi mọi người cùng nhau lên tiếng và bảo vệ những giá trị tốt đẹp xã hội mới có thể phát triển bền vững và vững mạnh hơn việc bảo vệ danh tiếng và công sức của những người như thầy minh đạo không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Nhà báo Mạc Lâm đã không ngần ngại lên tiếng chỉ trích một nhân vật đang gây tranh cãi trong cộng đồng Phật tử, đó là ông Ma Tăng Thiện Thuận. Trong những phát biểu gần đây, ông Mạc Lâm cho rằng cộng đồng Phật tử cần phải tỉnh táo và không nên mù quáng ngưỡng mộ những người như ông Thiện Thuận. Mà theo ông, chỉ là một thằng ba trợn. Ông Lâm đã chỉ ra rằng việc một số người coi ông thiện thuận là bậc thánh nhân là một điều hết sức phi lý ông đã dùng những ví dụ cụ thể để minh chứng cho quan điểm của mình khi nhấn mạnh rằng chỉ với việc đeo chuỗi hạt và miệng niệm nam mô hay cầm một tấm bằng tiến sĩ không có nghĩa là người đó có đủ phẩm hạnh hay trí tuệ để được tôn vinh ồ oh, đây là thánh nhân cuộc đời của tôi đây là bậc thánh đúng là tào lao ba trợn ông nói thể hiện sự châm biếm và phê phán đối với những người dễ dàng bị cuốn hút bởi hình thức bên ngoài theo nhà báo mạc lâm việc đeo chuỗi hạt hay cầm tấm bằng không phản ánh đúng giá trị của một con người ông đặt ra câu hỏi về trình độ học vấn và khả năng tu hành của những người mà cộng đồng đang ngưỡng mộ không biết tay đó có phải tổn thương không nó học cái gì nói gì học bao nhiêu tín chỉ tốt nghiệp phổ thông chưa biết cái bằng tú tài màu gì không đây là những câu hỏi không chỉ mang tính chất nghi vấn mà còn thể hiện một góc nhìn sâu sắc về cách mà mọi người thường dễ dàng ngưỡng mộ mà không cần xem xét kỹ lưỡng về giá trị thực sự của những người mình tôn thờ. Ông nhấn mạnh rằng, những biểu hiện bên ngoài không thể thay thế cho những đức tính bên trong. Chỉ thấy tay đeo chuỗi hạt, cầm cái bằng tiến sĩ đi leo rào cái là, ô oh, đây là bậc thánh đời của tôi. Đó cũng là ba trợn, cũng là tà tư duy, ông khẳng định theo ông việc ngưỡng mộ một người là điều tự nhiên nhưng cần phải dựa trên sự hiểu biết và suy xét kỹ lưỡng những ngộ nhận này không chỉ gây ảnh hưởng đến cá nhân mà còn tác động xấu đến toàn bộ cộng đồng phật tử mạc lâm kêu gọi mọi người hãy tỉnh táo và có cái nhìn sâu sắc hơn về những người mà mình ngưỡng mộ ông khuyên rằng đừng để bản thân bị cuốn vào những thứ ba trợn những tà tư duy làm trôi lạc thức nhận thức điều này đồng nghĩa với việc mỗi cá nhân cần phải tự trang bị cho mình kiến thức khả năng phân tích và đánh giá để không bị lừa dối bởi những hình thức bề ngoài ông nhấn mạnh rằng chỉ khi chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về một người chúng ta mới có thể tìm ra được những tấm gương chân chính những người thật sự đáng ngưỡng mộ và noi theo trong cuộc sống ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi tìm hiểu và phân tích kỹ lưỡng nhằm tránh những cạm bẫy của những tư duy lệch lạc chỉ khi đó, chúng ta mới có thể xây dựng được một cộng đồng Phật tử vững mạnh với những giá trị chân chính và những tấm gương đáng kính. Sự tận tụy của thầy Minh Đạo dành cho trẻ mồ côi đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ. Dù đã rời khỏi tăng đoàn, ngài vẫn thể hiện một cam kết vững chắc đối với các em nhỏ tại tu viện Minh Đạo. Những hành động của ngài không chỉ đơn thuần là trách nhiệm mà còn xuất phát từ chính trải nghiệm đau thương khi còn là một trẻ mồ côi. Giúp ngài thấu hiểu sâu sắc nỗi đau và khát khao được yêu thương của các em. Khi thông tin về việc chuyển giao trẻ mồ côi cho nhà nước chăm sóc được đưa ra, thầy Minh Đạo đã không ngần ngại quay trở lại tu viện để trấn an các em. Ngài đã thuyết phục và an ủi từng đứa trẻ, khẳng định rằng họ sẽ tiếp tục nhận được sự chăm sóc tận tình và yêu thương từ ngài và các tình nguyện viên. Các con sẽ không bao giờ phải lo lắng. Các con sẽ luôn có một mái ấm, Ngài đã nói, khiến cho những trái tim non nớt được an lòng. Điều này cho thấy một cam kết sâu sắc từ Ngài. Người đã dành cả cuộc đời để bảo vệ và chăm sóc cho những mảnh đời bất hạnh. Tuy nhiên, việc truyền giao trẻ mồ côi cho nhà nước đã làm dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng. Nhiều người cảm thấy bất an về tương lai hạnh phúc của trẻ em khi mà cuộc sống của họ có thể sẽ bị thay đổi một cách đột ngột những em nhỏ đã quen thuộc với tình thương yêu và sự chăm sóc tại tu viện minh đạo nay phải đối mặt với sự chuyển giao này khiến nhiều người lo ngại về khả năng mất đi những mối quan hệ thân thiết tình cảm gắn bó đã được xây dựng qua nhiều năm bên cạnh đó lo ngại còn lan rộng về khả năng giải thể các hoạt động từ thiện của không chỉ riêng tu viện minh đạo mà còn nhiều tổ chức khác nhiều người cho rằng nếu việc chăm sóc trẻ em được chuyển giao cho nhà nước mà không có sự giám sát chặt chẽ thì rất có thể những hoạt động từ thiện hiện tại sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực thực tế cho thấy không phải mọi cơ sở nhà nước đều có thể đảm bảo được sự chăm sóc tận tình như trong một môi trường gia đình nơi mà tình yêu thương và sự quan tâm là yếu tố chính thầy minh đạo đã luôn nhấn mạnh rằng trẻ mồ côi không chỉ cần một mái ấm mà còn cần sự yêu thương và sự hỗ trợ tinh thần từ những người lớn xung quanh ngài cho rằng mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có được một tương lai tươi sáng và hạnh phúc và điều này không thể đạt được chỉ bằng những giải pháp mang tính chất hành chính thầy đã kêu gọi cộng đồng hãy nhìn nhận và đánh giá đúng giá trị của những hoạt động từ thiện đặc biệt là trong việc chăm sóc trẻ em để đảm bảo rằng những tấm lòng nhân ái sẽ không bị mai một Tình yêu thương mà Thích Minh Đạo dành cho trẻ mồ côi không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc mà còn mở ra việc giáo dục và hướng dẫn các em trở thành những người có ích cho xã hội. Ngài đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo kỹ năng sống, giúp trẻ mồ côi có thêm kiến thức và khả năng tự lập trong tương lai. Qua đó, ngài không chỉ mang đến cho các em một mái ấm mà còn chuẩn bị cho họ một hành trang vững chắc để bước ra đời. Sự tận tụy của thầy Minh Đạo dành cho trẻ mồ côi không chỉ là một câu chuyện về lòng nhân ái, mà còn là một bài học về trách nhiệm và tình yêu thương vô bờ bến. Ngài đã không chỉ tạo ra một mái ấm cho các em, mà còn khơi dậy trong lòng mỗi người một niềm tin về giá trị của tình người trong cuộc sống. Từ đó, ngài trở thành hình mẫu lý tưởng cho những ai muốn đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt là trong việc chăm sóc những mảnh đời bất hạnh. Quý vị nghĩ như thế nào về sự việc này? Xin hãy để lại những lời cầu chúc an lạc nhất tới sư thầy Minh Tuệ cũng như sư Minh Đạo ở phần bình luận dưới video này. Chúng ta hãy cùng hành nguyện theo con đường tu hành đúng đắn theo chánh pháp của Đức Phật và nhìn theo bước chân không ngừng nghỉ của sư thầy Minh Tuệ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị cảm thấy thanh thản và được chữa lành khi nghe những chia sẻ trong video, xin hãy đăng ký kênh nhấn like và chia sẻ những điều tốt lành này với gia đình và những người thân yêu của bạn để cùng theo dõi